truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Lập Trình, cậu có thấy tôi già không vậy? Mới 41 tuổi mà nhìn như là 45 vậy. Vì mà Trình tưởng anh 48 tuổi đó. Này, tôi dạo này xanh điệu đào quá vậy. Điệu không? Tôi cố làm cách nào để tăng thêm phần hấp dẫn, để mình được trẻ hơn, đẹp hơn. Có cách nào làm cho nhanh không? Bạn Trình là bác sĩ thẩm mỹ á. Nó mặc anh mà tuốt lại là tốn khoảng 200 triệu. Này, cô định sỉ nhục tôi đi à? Tôi nói cậu biết nha, tôi đang quen với một cô gái thật là đẹp và là hợp gu với tôi đấy. Cô đó là ai vậy anh Quỳnh? Thì... Thầy Dương á hả? Chị sao? Mới vào thực tập công ty mình 2 tuần lắm hả? 2 tuần thì có sao? Cậu thấy rõ không? Cô ấy rất xứng đôi vừa lứa với tôi. Cô ấy thương tôi lắm đấy. Mỗi lần gặp tôi là đá lông nheo cười hoài. Lạ thiệt. Ngày hôm qua Trình nói Thùy Dương thân mật với một chàng trai rạp chiếu phim. Làm sao Thùy Dương thích anh được? Vậy hả? Ừ. Hắn ta là thằng nào vậy? Sao Trình biết được? Nhưng mà hắn ta cao lắm. Cao hả? Ừ. Có trẻ đẹp bằng tôi không? Trẻ đẹp hơn anh luôn. Hơn tôi? Mà kỳ lạ thiệt. Phong cách ăn mặc của anh ta rất giống Trình. Cũng mặc áo bông nè, cũng mặc khăn tròn nè. Ủa, chẳng lẽ Thùy Dương thích người có gu ăn mặc giống Trình hả ta? Nè, cậu vào toilet với tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi trẻ mà đẹp hơn hắn ta nữa. Ôi, Trình không muốn thấy đâu. Trông trẻ hơn rồi đó. Ừ. Nhưng người kia cao hơn anh. Nè nè nè, hắn làm sao cao hơn tôi được? Hắn dài hơn tôi thì có thể. Có chuyện gì vậy? Sao anh người nhìn lạ thế? Ừ, lạ không, lạ anh không. Anh Trình, nhìn anh cứ như là cái bao tải di động. Trông anh như là... Lịch lãm, đẹp trai lắm đúng không? Anh có một cặp vé xem phim 3D tối nay, anh mời em nha. Thế nhưng mà tối nay em lại có hẹn mất rồi. Ừ, vậy à? Nhưng mà anh cứ để em sắp xếp nhé. Cuối ngày em sẽ báo lại cho anh. Anh tán gái lộ liễu quá. Giữ mồm giữ miệng nhé. Còn không là tôi đập bể cái kiến này đó. Nhìn anh quen quen, anh đợi người ở công ty hả? Tôi đang tìm gặp cô Thùy Dương. À đúng rồi, anh là người đi chung với cô Thùy Dương gặp chị phim đúng không? Đúng rồi đấy, anh gặp tôi ở đấy à? Nhìn cái gì á? Hả? Nhìn cái gì? Nhìn ông anh này ăn mặc rất là có gu. Hiếm khi tôi nhìn thấy một người nào đó ăn mặc giống như tôi vậy. Này 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 này, ý cậu muốn nói là tôi bắt chước cậu hả? Không có đâu. Này, Trần Quỳnh này từ đó giờ là thời trang là số 1, hiểu chưa? Mà tôi nói trước cậu biết nha, cậu không được quyền dắt Thùy Dương đi chơi đâu hết, hiểu chưa? Anh là gì của Thùy Dương? Hỏi là cái gì? Thùy Dương là người yêu của tôi. Ba mẹ cô ấy đã ép gả tôi cho cô ấy đấy. Ha? Còn anh nhìn lại anh đi, anh có xứng đáng với tình yêu không? Hả? Người thì già như ông bơm, mỏ thì mỏ vịt. Đừng bao giờ đụng đến người yêu Thùy Dương của tôi, hiểu chưa? Anh Quỳnh! Cái gì? Anh vừa nói cái gì đấy? Anh tôi là người yêu của anh bao giờ? Ai có tư cách gì để mắng chửi anh trai tôi như thế? Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.